Hôm nay chúng ta học bài số 6, câu lệnh điều kiện. Trước khi qua bài 6 thì chúng ta sẽ cùng ôn lại những cái kiến thức của bài cũ nhé. Tuần trước chúng ta đã học bài số 5, từ bài toán đến chương trình. Như chúng ta đã được biết, bài toán là một công việc hay một nhiệm vụ mà mình cần phải giải quyết. Và xác định bài toán là chúng ta xác định cái điều kiện cho trước và xác định kết quả cần thu được. Và việc dùng máy tính để giải một bài toán là mình đưa cho máy tính cái dãy hữu hạn các thao tác đơn giản mà nó có thể thực hiện được, để từ các điều kiện cho trước ta nhận được kết quả cần tìm. Và quá trình giải một bài toán trên máy tính gồm có 3 bước. Bước thứ nhất, xác định bài toán là chúng ta xác định thông tin đã cho, mình gọi là input, và thông tin cần tìm là output. Mô tả thuật toán là diễn tả cách giải bài toán bằng dãy các thao tác cần thực hiện. Và cuối cùng là viết chương trình, thì chúng ta dựa vào thuật toán ở trên, viết chương trình bằng một cái ngôn ngữ lập trình thích hợp. Việc mô tả bài toán chính là liệt kê các bước theo thứ tự thực hiện. Và thuật toán ở đây là dãy các thao tác cần thực hiện theo một cái trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những cái điều kiện cho trước. Như vậy chúng ta cố gắng nhớ ha, quá trình giải bài toán trên máy tính là quan trọng nhất đó, gồm xác định bài toán, mô tả thuật toán và viết chương trình. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi qua bài mới nhé. Bài số 6 hôm nay chúng ta học là bài câu lệnh điều kiện. Thì chúng ta thấy trong cuộc sống có rất là nhiều các cái công việc hay các cái nhiệm vụ mà chúng ta thấy nè, chúng ta sẽ đặt cái vấn đề thành là nếu thì. Đó, ví dụ như là người lập trình họ viết cái chương trình tắt máy, thì nếu như chúng ta chọn vào shutdown thì chúng ta sẽ tắt máy, còn nếu không thì máy tính của chúng ta vẫn hoạt động bình thường chẳng hạn. Đó, hay là trong cuộc sống hàng ngày, phần lớn các hoạt động chúng ta sẽ thực hiện nó một cái cách tuần tự theo thói quen, hoặc là mình lên cái kế hoạch ta xác định trước. Ví dụ như là mỗi sáng thức dậy các em đều đến trường, nhưng nếu như mà chúng ta trời mưa quá lớn thì chúng ta không thể đến trường được. Đó, hay là nếu như mà chúng ta đang đi đường nè, nếu chúng ta gặp đèn xanh thì chúng ta sẽ đi, nếu gặp đèn đỏ thì chúng ta sẽ dừng lại. Như vậy là trong cuộc sống có rất rất là nhiều những cái công việc hay những cái nhiệm vụ mà chúng ta phải giải quyết, và chúng ta cũng sẽ đặt nó với cái cụm từ là nếu thì, hay nếu và không thì. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái câu lệnh điều kiện nhé. Em hãy kể tên các công việc có điều kiện mà mình thường làm. Rất là nhiều đúng không? Ví dụ như là sáng nào mình cũng đi tập thể dục đi, nhưng mà hôm nay mình bị mệt, bị bệnh thì mình không đi được. Như vậy thì nếu em bị ốm, em sẽ không tập thể dục buổi sáng chẳng hạn. Đó, hay là nếu sáng mai trời mưa thì Long sẽ nghỉ tập thể dục. Nếu đi trên đường phố mà gặp đèn đỏ thì chúng ta dừng lại, gặp đèn xanh thì chúng ta sẽ đi. Rồi, đó là những cái công việc hàng ngày rất là nhiều. Đó, nó dùng cái cụm từ nếu thì để thực hiện các cái hoạt động tiếp theo. Rồi, qua bài số 6, câu lệnh điều kiện. Một nhỏ, hoạt động phụ thuộc vào điều kiện. Như vậy chúng ta thấy nè, trong các cái ví dụ cô nói nãy giờ, thì chúng ta phải điều chỉnh các hành động tùy theo cái hoàn cảnh cụ thể. Đó, ví dụ như là nếu trời mưa, đó thì bạn Long sẽ không đi tập thể dục nữa. Như vậy cái hoạt động không đi tập thể dục nó phụ thuộc vào cái điều kiện là trời mưa. Đó, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Rồi, có những hoạt động chỉ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được xảy ra. Rồi, điều kiện thường là một sự kiện được mô tả sau sau cái từ nếu. Đó. Ví dụ, nếu trời mưa em sẽ được nghỉ môn thể dục. Như vậy là các em sẽ học môn thể dục hàng tuần. Đó, nhưng mà nếu hôm nay trời mưa thì thầy cô giáo sẽ cho mình được nghỉ môn thể dục. Như vậy trời mưa chính là điều kiện, và hoạt động là được nghỉ môn thể dục, nó là cái hoạt động phụ thuộc vào điều kiện. Rồi, điều kiện thì chúng ta phải kiểm tra điều kiện sẽ cho chúng ta kết quả như thế nào, và cái hành động hoạt động tiếp theo diễn ra ra sao. Trời mưa, Long nhìn ra ngoài trời thấy trời mưa, cho chúng ta kết quả đúng hay sai nào? Cho chúng ta kết quả đúng. Và hoạt động tiếp theo là bạn Long sẽ ở nhà. Thời tiết dưới 10 độ, làm sao chúng ta kiểm tra thời tiết dưới 10 độ? Mình có thể xem cái dự báo thời tiết ha. Thì mình thấy là dự báo thời tiết là trên 10 độ. Bạn Hà đã xem cái dự báo này. Rồi, như vậy kết quả là thời tiết không có dưới 10 độ, cho nên là kết quả sai. Ngày mai bạn Hà vẫn đi học bình thường. Đèn xanh. Rồi, nhìn lên biển báo mình thấy đèn xanh. Như vậy kết quả là đúng.
và chúng ta sẽ đi tiếp. Như vậy chúng ta thấy rằng kết quả kiểm tra là đúng, có nghĩa là điều kiện được thỏa mãn. Và kết quả kiểm tra là sai, có nghĩa là điều kiện không thỏa mãn. Rồi, như vậy kết quả kiểm tra điều kiện nó chỉ có thể là đúng hoặc sai. Chúng ta nhớ ha, nó chứ không có vừa đúng vừa sai nha các bạn ha. Rồi, hoặc là nó đúng hoặc là nó sai, tùy theo một cái điều kiện nào đó. Đó, như vậy kết quả kiểm tra chỉ có thể là đúng hoặc là sai. Tiếp theo, nếu khách đến nhà, em pha trà mời khách, thì đâu là điều kiện và đâu là hoạt động nha? À, điều kiện là khách đến nhà. Hoạt động là mình sẽ pha trà mời khách. Đây cũng là một cái ví dụ được người lập trình họ viết nè. Rồi, và chúng ta đang quét virus trên máy tính của mình. Bạn có muốn dừng quét hay không? Đó, nếu như chúng ta chọn đúng thì chương trình dừng lại. Còn chúng ta chọn sai thì chương trình sẽ chạy tiếp. Rất là dễ đúng không nào? Rồi, ví dụ khác là nếu mà x lớn 5 thì mình in giá trị của x ra màn hình. Còn nó bé hơn hay nó bằng? Thì ở đây người ta không nói tới nhé. Hay nhỏ, điều kiện và phép so sánh. Thì nãy giờ chúng ta thấy trong những cái điều kiện của chúng ta xuất hiện các cái phép so sánh rất là nhiều. Ví dụ như là nếu x lớn bằng 5 thì in giá trị của x ra màn hình. Đó. Hay là nếu hôm nay trời mưa. Đó, như vậy trời, trời là bằng trời mưa. Đó, thì chúng ta thấy điều kiện nó được biểu diễn bằng bằng các cái phép so sánh. Rồi, các cái ký hiệu chúng ta đã học trong Pascal ha, bằng, bé hơn, lớn hơn, khác, bé hoặc bằng và lớn hoặc bằng. Ví dụ 5 bằng 5, đây là cái phép so sánh cho chúng ta, kết quả là đúng. Rồi, A bé hơn B, rồi 7 nhân x lớn hơn 0. Đó. Thì cái này đúng hay sai, cái phép so sánh này đúng hay sai, nó sẽ tùy thuộc vào giá trị của x. Đó. A cộng 1 khác 0, tương tự như vậy. 4 bé hơn bằng 6 là đúng và 8 lớn hơn 7 cũng cho chúng ta kết quả đúng. Bài toán nhập hai số A và B với A khác B nhé. Mình in ra màn hình số có giá trị lớn hơn. Vậy điều kiện là A có lớn hơn B hay không? Nếu kết quả đúng thì sao và kết quả sai thì sao? Rồi, nếu A lớn hơn B mà đúng thì mình in ra màn hình giá trị của A. Ngược lại thì B nó sẽ lớn hơn A nên chúng ta in ra màn hình của số lớn hơn chính là giá trị của B. Nếu A lớn B thì in ra màn hình giá trị của A. Chúng ta thấy A lớn B chính là điều kiện. In ra màn hình giá trị của A, đây chính là hoạt động. Như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng điều kiện ở đây chính là một cái phép so sánh xem A có lớn hơn B hay không. Rồi, ví dụ điều kiện B có khác không hay không. Đó. Rồi, kiểm tra nếu B bằng 5 rõ ràng chúng ta thấy 5 thì khác không, kết quả đúng. Hoạt động tiếp theo của chúng ta sẽ chẳng hạn là nhấn một phím để kết thúc. Rồi, một cái điều kiện là A lớn 5, kiểm tra A bằng 1. Đó, A bằng 1 thì không lớn 5, cho chúng ta kết quả là sai. Hoạt động tiếp theo là in ra giá trị của A chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng điều kiện là B khác không và A lớn 5 đều là một cái phép gì? Một cái phép so sánh. Điều kiện thường được biểu diễn bằng phép so sánh. Phép so sánh cho kết quả đúng có nghĩa là điều kiện được thỏa mãn. Cho cho kết quả sai có nghĩa là điều kiện không thỏa mãn. Chúng ta qua ba nhỏ cấu trúc rẽ nhánh. Khi thực hiện một cái chương trình thì chúng ta biết rằng máy tính sẽ thực hiện tuần tự các câu lệnh từ trên cho xuống dưới, từ lệnh đầu tiên cho đến lệnh cuối cùng. Như vậy chúng ta muốn thay đổi cái trình tự đó thì sao? Ngôn ngữ lập trình cũng sẽ có những cái câu lệnh cho chúng ta thực hiện một cái lệnh nào đó nếu mà cái điều kiện nó được thỏa mãn. Còn nếu như mà cái điều kiện không thỏa mãn thì chúng ta sẽ bỏ qua cái câu lệnh và thực hiện một cái câu lệnh khác. Rõ ràng như vậy thì cái cấu trúc rẽ nhánh nó cho phép chúng ta thay đổi thứ tự thực hiện tuần tự các cái câu lệnh trong một thuật toán. Đó, lẽ ra chúng ta thực hiện cái bước 1 xong rồi đến bước 2. Tuy nhiên là nếu như bước 1 thỏa cái điều kiện nào đó thì chúng ta đến bước 2, còn không thỏa cái điều kiện chúng ta có thể đi đến bước 3. Đó, như vậy rõ ràng cấu trúc rẽ nhánh sẽ cho phép chúng ta thay đổi thứ tự thực hiện tuần tự các cái bước trong thuật toán. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nói đến những cái điều kiện ha, những cái hoạt động phụ thuộc vào điều kiện đó, thì chúng ta thấy nè, nãy giờ chúng ta có nè, nếu với việc gì đó
thì cái việc gì đó, nghĩa là nếu mà cái điều kiện được thỏa mãn thì chúng ta sẽ làm gì, còn nếu như cái điều kiện được thỏa mãn chúng ta làm gì đó, và nếu điều kiện không thỏa mãn thì chúng ta sẽ thực hiện cái hoạt động khác nào. Như vậy chúng ta thấy rằng cái cấu trúc nếu thì và nếu không thì xảy ra rất là nhiều trong tin học cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề có dạng như trên và chúng ta sẽ gọi đó là cấu trúc rẽ nhánh. Ví dụ, một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi với nội dung sau, nếu khách mua số tiền từ 100.000 trở lên thì sẽ được giảm giá 30%. Rồi, chúng ta thấy rất rõ ràng điều kiện là khách mua số tiền từ 100.000 trở lên hoạt động là sẽ được giảm giá là 30%. Mô tả hoạt động tính tiền cho khách như sau. Tính tổng số tiền T khách hàng đã mua. Nếu T lớn bằng 100.000 thì số tiền phải thanh toán là 70% T. Ha. Mình được giảm giá 30% thì mình phải trả là 70%. Bước cuối cùng, chúng ta in hóa đơn. Và cái ví dụ trên thể hiện cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Tại sao nói đó là dạng thiếu nè? Tại vì ở đây cái đề bài nó không nói đến cái việc mà khách mua dưới 100.000 thì như thế nào cả, cho nên mình gọi đây là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Ví dụ 2. Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi với nội dung sau, nếu khách mua với số tiền từ 100.000 trở lên thì được giảm giá 30% và nếu dưới 100.000 thì giảm giá 10%. Như vậy chúng ta thấy nè, rõ ràng nếu số tiền lớn bằng 100 thì được giảm giá 30%. Ngược lại, nó nếu không thì sẽ được giảm giá 10%. Như vậy rõ ràng ở đây thể hiện là một cái cấu trúc rẽ nhánh dạng gì? Dạng đủ nè, đúng nè. Rồi, bước 1, tính tổng số tiền T khách hàng đã mua sách. Nếu T lớn bằng 100.000 thì số tiền phải thanh toán là 70% T. Ngược lại, số tiền phải thanh toán là 90% T. Đây là bước 2. Bước cuối cùng là in hóa đơn. Và chúng ta cũng thấy rõ ràng ví dụ này thể hiện cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Rồi, đây là sơ đồ của cấu trúc rẽ nhánh. Chúng ta thấy nè, nếu như điều kiện đúng thì câu lệnh số 1 được thực hiện. Sai, điều kiện sai thì sẽ thực hiện cái lệnh tiếp theo. Rồi, đó là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Còn cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ, nếu mà điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh số 1. Còn cái điều kiện sai, ngược lại thì thực hiện cái câu lệnh thứ hai. Tất nhiên, cuối cùng sẽ dẫn đến những cái câu lệnh tiếp theo. Cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ thị cho máy tính thực hiện các hoạt động khác nhau tùy theo một điều kiện cụ thể có được thỏa mãn hay không. Nếu như điều kiện đó thỏa mãn thì một cái hoạt động A được thực hiện chẳng hạn, còn không được thỏa mãn thì hoạt động B sẽ được thực hiện. Cấu trúc rẽ nhánh có hai dạng là dạng thiếu và dạng đủ. Ví dụ, nếu An chăm chỉ học tập, An sẽ được mẹ mua cho một đôi giày mới. Đây là điều kiện dạng thiếu. Nếu chăm chỉ học tập, An sẽ được mẹ mua cho một đôi giày mới. Ngược lại, An sẽ bị cô giáo phàn nàn và An sẽ không được mẹ mua cho một đôi giày mới. Đây là dạng đủ. Và cấu trúc rẽ nhánh như cô đã giảng, nó cho phép thay đổi thứ tự, thực hiện tuần tự các bước ở trong thuật toán. Rồi, ví dụ, nếu sáng thứ hai mà trời không mưa, thì lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ. Điều kiện là sáng thứ hai không mưa. Rồi, để kiểm tra sáng thứ hai có mưa hay không, thì mình làm như thế nào? Mình phải đợi đến sáng thứ hai. Đó, nếu chúng ta thấy trời không mưa thì như vậy là điều kiện nó đúng. Ha. Điều kiện nó đúng thì cái hoạt động là lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ nó sẽ được diễn ra. Rồi còn điều kiện sai thì sẽ thực hiện những cái hoạt động tiếp theo. Thì đây chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Còn ngược lại thì lớp em sẽ sinh hoạt tại lớp. Như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng đây chính là cái cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Đó, đúng thì sẽ thực hiện cái hoạt động 1 và sai thì sẽ thực hiện cái hoạt động 2 để đi cuối cùng đi đến những cái hoạt động tiếp theo. Đây chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Rồi, chúng ta qua bốn nhỏ câu lệnh điều kiện. Thì trong các ngôn ngữ lập trình thì chúng ta thấy là các cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng các cái câu lệnh điều kiện. Đó, cái cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng các cái câu lệnh điều kiện. Và đây chúng ta sẽ học cái câu lệnh điều kiện ở trong Pascal. Nếu A lớn B thì in ra màn hình giá trị của A. Nếu if rất là dễ phải không nào? Thì then A lớn B chính là điều kiện và in ra màn hình giá trị của A chính là
câu lệnh. Cuối cùng có một cái dấu chấm phẩy. Như vậy chúng ta thấy nè, rất là đơn giản nè, if điều kiện đến câu lệnh chấm phẩy. Đây chính là câu lệnh điều kiện dạng thiếu. Như vậy câu lệnh điều kiện dạng thiếu có cú pháp if điều kiện đến câu lệnh chấm phẩy. Trong đó if và then đó là các từ khóa. Hoạt động của câu lệnh như sau. Chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thỏa mãn thì chương trình sẽ thực hiện câu lệnh sau từ khóa then. Ngược lại, câu lệnh đó bị bỏ qua. Đó. Đầu tiên nè, chương trình kiểm tra cái điều kiện. Nếu như mà cái điều kiện này nó đúng, được thỏa mãn ha, thì chương trình sẽ thực hiện cái câu lệnh sau từ khóa then. Ngược lại, câu lệnh đó bị bỏ qua. Ví dụ 1. Nếu sáng thứ hai trời không mưa thì lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ. Nếu điều kiện là sáng thứ hai trời không mưa thì hoạt động là lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ. Nếu là if điều kiện thì then hoạt động là câu lệnh. Cuối cùng chúng ta thêm vào một cái dấu chấm phẩy, rất là dễ nhớ đúng không nào? Ví dụ 2. Nếu A lớn B thì in ra màn hình giá trị của A. Nếu là if A lớn B, chúng ta ghi A lớn B thì là then in ra màn hình giá trị của A. Chúng ta sử dụng câu lệnh write A để chúng ta in ra màn hình cái giá trị của A chấm phẩy. Như vậy if A lớn B then write A chấm phẩy. Rồi nếu chúng ta sử dụng lưu đồ cho cái câu lệnh này, chúng ta ghi như thế nào nhé? A lớn B được sử dụng cái điều kiện ha, bằng cái hình thoi đúng thì in ra giá trị của A. In cái giá trị của A, chúng ta sử dụng cái hình chữ nhật để chúng ta thể hiện. Sai rồi thì câu lệnh tiếp theo sẽ được thực hiện. Rồi rất là đơn giản đúng không nào? Rồi câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ, cú pháp if điều kiện then câu lệnh 1 else câu lệnh 2 chấm phẩy. Có nghĩa là nếu như điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh số 2 sẽ được thực hiện. Và if then else là các từ khóa, và chúng ta phải nhớ rằng cực kỳ quan trọng, trước else không có dấu chấm phẩy. Các em nhớ nha, trước else không có dấu chấm phẩy. Hoạt động của câu lệnh như sau. Chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thỏa mãn, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh 1 sau từ khóa then. Ngược lại, câu lệnh 2 sẽ được thực hiện. Ví dụ, cần viết chương trình tính kết quả của A chia cho B với A và B là hai số bất kỳ. Như vậy thì phép tính chỉ được thực hiện khi B khác 0. Chúng ta biết rồi ha, mẫu số thì phải khác 0. Chương trình cần kiểm tra giá trị của B. Nếu B khác 0 thì thực hiện phép chia. Nếu B bằng 0 thì sẽ thông báo lỗi. Nếu B khác 0 thì tính kết quả x bằng A chia B. Ngược lại thì thông báo lỗi. Như vậy nếu if B khác 0, chúng ta đưa xuống B khác 0 thì then kết quả của x bằng A chia B, x 2 chấm bằng A chia B. L ngược lại thông báo lỗi là right. Mẫu số bằng 0 nên không thể chia được. Chúng ta đặc biệt nhớ ha, trước L từ khóa L không có dấu chấm phẩy. Đây chính là câu lệnh điều kiện dạng đủ. Rồi chúng ta vẽ lưu đồ nhé. Nếu B khác 0, rồi điều kiện nên là hình thoi. Đúng. Thì x sẽ bằng A chia B và hình chữ nhật. Sai. Thì sẽ in ra màn hình mẫu số bằng 0 nên không thể chia được. Rồi cuối cùng mình đi đến cái câu lệnh tiếp theo. Vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho mình những cái kiến thức liên quan đến cái câu lệnh điều kiện như là cấu trúc rẽ nhánh ở trong Pascal. Chúng ta cùng làm các bài tập để hiểu rõ hơn về câu lệnh điều kiện trong Pascal nhé. 1. Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai? Các em nhớ theo dõi kỹ cô giải thích từng câu nhé. Câu 1. If x 2 chấm bằng 7, then A bằng B chấm phẩy. Thì phép so sánh của chúng ta chỉ có 6 phép so sánh bằng lớn hơn, bé hơn, lớn hơn hoặc bằng, bé hơn hoặc bằng và khác. Nó sẽ không có dấu 2 chấm ở chỗ phép so sánh. Và thứ hai,
A 2 chấm bằng B là một phép gán, cho nên nó phải có ở cái cặp dấu 2 chấm bằng. Ở đây thiếu dấu 2 chấm và đây là dư dấu 2 chấm, cho nên câu A sai. Cô sửa chung câu B và câu C. Trước từ khóa đen ở đây và sau từ khóa đen ở đây, chúng ta cũng sẽ không có dấu chấm phẩy. Ha. X x lớn hơn 5, đen A 2 chấm bằng B chấm phẩy. Đó, cho nên ở đây chúng ta dư dấu 2 chấm ở trước từ khóa đen và sau từ khóa đen. Rồi. Câu B, câu C sai. Câu D. X x lớn 5, đen A 2 chấm bằng B chấm phẩy. Câu 5. Câu D đúng. Câu E. X x lớn 5, đen A 2 chấm bằng B chấm phẩy. L M 2 chấm bằng N chấm phẩy. Rồi. Ở đây, trước L từ khóa L này không có dấu chấm phẩy, chúng ta nhớ giúp cô, trước từ khóa L không có dấu chấm phẩy, cho nên câu E sai. Rồi câu F là một câu rất dài, tuy nhiên chúng ta thử xem câu F đúng hay sai. Tại sao đây lại có thêm một cặp từ khóa begin và end sau cái câu lệnh if này ha? Nếu cái câu lệnh if này nó đúng thì có hai cái lệnh được thỏa mãn là a 2 chấm bằng 0 và m 2 chấm bằng trừ 1, cho nên có hai câu lệnh trở lên được thực hiện, chúng ta bắt buộc phải đặt trong cặp từ khóa begin và end. Rồi, ở trước từ khóa end ha, câu lệnh ở trước từ khóa end có hay không có dấu chấm phẩy đều được, cho nên đây đúng. Ở trước L không có dấu chấm phẩy nên đây chúng ta cũng thấy đúng. Rõ ràng câu F tuy dài nhưng là một câu đúng. Rồi, thứ nhất tại sao có cặp từ khóa begin end? Rồi. Nếu n lớn hơn 5 đúng thì có hai câu lệnh được thực hiện, cho hai câu lệnh này chúng ta gọi là cái câu lệnh ghép. Mình sẽ học cái này sau. Thì mình phải đặt trong cặp từ khóa begin end bởi vì hai câu lệnh này nó được thực hiện chung. Rồi, với cái điều kiện là n lớn 5. Trước end, trước từ khóa end ha, có hoặc không có dấu chấm phẩy đều được. Đó, câu lệnh phía trước từ khóa end. Rồi, trước L không có dấu chấm phẩy cho nên là câu lệnh F là câu đúng. Sai. Sai. C sai. D đúng. 5 sai và F đúng. Bài 2. Với mỗi câu lệnh Pascal sau đây, giá trị của biến x sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của x bằng 5? X 45 mod 3 bằng 0, đen x 2 chấm bằng x cộng 1. Nghĩa là nếu như cái số 45 á, chia hết cho 3 thì giá trị của biến x sẽ được tăng lên một đơn vị. 45 có chia hết cho 3 không ạ? 45 chia hết cho 3, đúng nào? Như vậy thì x đang có giá trị bằng 5 sẽ nhận giá trị là 6. Nếu x lớn 10 thì x sẽ bằng x 2 chấm bằng x cộng 1. Nghĩa là nếu như mà x lớn hơn 10 thì x sẽ được tăng lên một đơn vị. X ở đây của mình bằng 5. Nó rõ ràng không lớn 10 cho nên là x vẫn giữ giá trị là 5. Như vậy câu A là x bằng 6 và câu B là x bằng 5. Mới hướng dẫn cho mình những cái kiến thức cũng như cái bài tập liên quan đến phần câu lệnh điều kiện. Chúng ta cùng nhìn lại bài học hôm nay nhé. Có rất là nhiều các hoạt động phụ thuộc vào điều kiện. Thì khi kết quả kiểm tra là đúng, ta nói điều kiện được thỏa mãn. Còn kết quả kiểm tra là sai, ta nói điều kiện không được thỏa mãn. Ví dụ như là điều kiện là nếu trời mưa, đó, kết quả là đúng, đó, thì bạn Long ở nhà chẳng hạn, đó. Rồi, điều kiện và phép so sánh. Phép so sánh cho kết quả đúng có nghĩa là điều kiện được thỏa mãn. Ngược lại, điều kiện không được thỏa mãn và điều kiện thường được biểu diễn bằng một phép so sánh. Điều kiện ví dụ như là A lớn hơn B, thì A lớn hơn B cũng chính là một phép so sánh. Cấu trúc rẽ nhánh. Cấu trúc rẽ nhánh cho phép thay đổi thứ tự, thực hiện tuần tự các bước trong thuật toán. Như chúng ta đã biết rồi, chương trình sẽ thực hiện từ cái câu lệnh đầu tiên cho đến câu lệnh cuối cùng. Nhưng cái cấu trúc rẽ nhánh nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cái thứ tự thực hiện tuần tự các bước trong một cái chương trình. Cấu trúc rẽ nhánh thì gồm có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ, giống như hai hình bên này chúng ta vẽ vào nhé. Rồi, cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng các cái câu lệnh điều kiện. Rồi, chúng ta qua phần câu lệnh điều kiện. Câu lệnh điều kiện thì chúng ta có câu lệnh điều kiện dạng thiếu và câu lệnh điều kiện dạng đủ. Câu lệnh điều kiện dạng thiếu cú pháp như sau: if điều kiện đen câu lệnh chấm phẩy. Hoạt động: chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thỏa mãn, nếu điều kiện được thỏa mãn, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh sau cái từ khóa đen. Còn nếu như điều kiện không được thỏa mãn, ngược lại nè, câu lệnh sẽ bị bỏ qua. Rồi, còn câu lệnh điều kiện dạng đủ: if điều kiện đen câu lệnh 1, else câu lệnh 2 chấm phẩy. Chúng ta xem hoạt động nha. Chúng ta cũng có thể nhìn vào cái hình lưu đồ ở đây để chúng ta nói.
chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thỏa mãn, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh 1 sau từ khóa đen. Ngược lại thì sai nè, câu lệnh số 2 sẽ được thực hiện. Đây chính là câu lệnh điều kiện dạng đủ. Rồi, các em xem bài và chép bài vào tập nha. Nhớ là vẽ hai hình vào trong tập. Rồi, bài tập về nhà. Các em xem video nhiều lần để hiểu bài, chép bài, ghi nhớ bài học và làm bài tập ở nhà nhé. Rồi, chào tất cả các em. Chúc tất cả các em có một tuần học tập thật tốt. Hẹn gặp lại tất cả các em.